Đó, và bây giờ là họ đã thả cái con mới nha toàn cả nhà nhá. Con mới này kêu to hơn thì có lẽ là họ sẽ bắt dễ hơn nha mọi người ạ. Rồi. Đeo. Trong quá trình bắt mình cảm giác thú vị không anh? Cảm giác vui mới này, hào hứng. Anh ở gần đây không? Anh gần đây không? Xã Sùng Mán. Sùng Mán à? Anh dân tộc Dao đúng không? Dân tộc Dao. Em cũng là dân tộc Dao. Rất là vui được biết đến anh. Cái đời kiếm mùn rồi. Kiếm mùn. Mình làm thế này. Sức khỏe anh nhá. Em bảo lạc anh. Bảo lạc. Hai vận động viên sẵn nằm ban chuẩn bị và thi đấu. Trong quá trình thi chỉ được diễn ra 2 phút thôi mọi người ạ, nên là nằm ban vào thi đấu. Cái dạng người ta cổ vũ ở bên ngoài nhiều quá nên là tiếng ồn của nó rất là nhiều, nên là nó rất là khó để nghe thấy tiếng con vịt kêu. Có lẽ đây là một cái cặp như vậy à? Chị ơi, chị chuẩn đi. Hai vận động viên xã Tân Nga chuẩn bị. Quỳ xuống chị ơi, quỳ xuống. Quỳ xuống nha, quỳ thấp xuống nha, quỳ xuống đấy, bắt được. Thằng lưng không bắt được đâu. Bắt đầu chưa nhỉ? Đi thẳng quay lại, vô chưa đi thẳng chị ơi, bên trái hai vận động viên xã Tân Nga vào thi đấu. Vừa đúng thời gian. 58 giây hả anh? 58 giây 38. Xã Câu Vai có mặt đây chưa? Vận động viên xã Câu Vai. Vận động viên xã Tả Lùng có mặt chưa? Hai vận động viên xã Tả Lùng chuẩn bị. Cứu xuống anh ơi, cứu xuống, đi thẳng. Chị ơi, đi thẳng. Vừa đi, bên phải.
tắt nhà. 56 80 5680. Hai vận động viên xã Tả Lùng vẫn thi đấu. Hai vận động viên xã Tả Lùng vẫn thi đấu. Sẵn sàng chung phim có mặt ở đây chưa? Đây là một cặp đôi chuẩn bị vận động cả nhà. Em gái rất là xinh. Và nói anh chàng. Và đây là tất cả những khán giả người ta đang hào hứng đang ở đây xem nè mọi người. Bắt chơi đi mọi người. Ai cũng được à? Cúi xuống, anh ơi, đi thẳng. Lên. Vào em gái ơi, vào. Hết gì ở đây rồi? 10, 18. Vận động viên xã Giàng Châu Phìn vào thi đấu. Đuối rồi, con này đuối rồi. Cán Châu Phìn có mặt ở đây chưa? Vận động viên Cán Châu Phìn. Vận động viên xã Lung Trinh có mặt chưa? Chuẩn bị vào thi đấu. Đấy. Hai vận động viên xã Lung Trinh vào thi đấu. Vận động viên xã Thường Phùng có mặt ở đây chưa? Hai vận động viên xã Thường Phùng có mặt đây chưa? Mày đi bắt nó. Ha 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 ha!